chồng. Có tiền. Đưa tiền người này thấy người kia thì chú đây là khách quen rồi, chú đứng ở đây. Rồi cảm ơn hai chồng của chú nha. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày Phật đản sanh. Ở nhà mình thì theo đạo Phật. Hôm nay mình với bà xã có mua trái cây với hoa quả để về cung kính cho Đức Phật mừng ngày Phật đản sanh, với lại cúng cho mấy tổ tài của quý thần tài thổ địa bà táo ở nhà mình thờ nè. Mời cả nhà xem cho vui nha. Đây là nãy chuối cao nè, ông thần tài với ông địa thì thích ăn chuối cao nên mình với bà xã mua về tỉnh cúng cho ông tài đó là thần tài thổ địa. Rồi giờ tới mình cúng táo cho cậu tài cậu quý. Đây là bổn mạng thờ của mình đó cả nhà. Mình cúng ba trái là tại vì nghe truyền thuyết nói là cậu tài cậu quý là con của thánh mẫu Thiên Nhiên Na đó, nên mình cúng cũng ba trái. Thấy cậu tài cậu quý mặt đẹp và trang nghiêm của nhà. Còn đây là bàn thờ ông bà táo nhà mình đây, thỉnh cúng ba trái. Tương truyền là cũng bà táo với hai ông táo là ba người nên mình cũng cúng ba trái. Bây giờ bà xã mình ra chưng bông. Đây là bà xã mình đang ngồi chưng bông. Bông này là bông cúc lưới phải không em? Dạ, cúc lưới. Rùa này rùa gì á chị? Này bán con là bán sao? Con nhỏ con thả nó ngoài sông nó sống không? Sống, trời ơi, có sông dây
cây lắm mà, của chú họ nó họ lắm. Con này nhiêu ký? Này 60. 60 như lấy em để coi bọn như đây để lấy cái ấy qua xem coi nhiêu cái đổ vô bao cho. Cho bọn cho. Thì thả ra này, tự nhiên nó sống không ta? Sống sống ớt này nuôi chứ. Mà. Không có. Ớt này ấy trứng không à, khỏi sợ. Mớ bằng cho ta đó. Chủ yếu không có chỗ thả, nó thả sợ cái thả dễ lắm, này nó thấm dai lắm. Ở quê có nhiều chỗ vậy đây không biết thả đâu, sợ người ta bắt. Bên chạy ra cầu sáng á, cái qua cái cầu kia có con sông, có vô ruộng á thả nó thấy mê lắm, có hàng cạm trong á. Em biết con sông đó rồi, con sông đó là nó chuyên gia bắt cá này nè. Không phải. Bắt lên nó bán, bắt lên nó bán đúng không? Có hàng cạm trong á. Ê đi đâu bờ? Chợ Hóc Môn rồi cả nhà ơi. Hai chồng ghé chợ Hóc Môn mua phóng sanh. Có cái cầu Bình Phước á, cầu Bình Phước đợt em ăn phóng sanh nhá không? Ờ, mà cầu nó thả ớt rồi, ớt sống được. Ớt nó sống trong trường mà. Sống ruộng rồi phải không? Sống ruộng. Bởi vậy chị kêu chị kêu con chạy xuống qua cầu sáng có con sông, không phải sông, có cái cầu ruộng cho nó vô cái thả trong cái hàng tàn á. Này là mười mấy, mười... mười một cái bảy. 11 ký 7 hả? Là 1 ký 60 đúng không? Ký 60. Là tổng cộng nhiêu? Tổng cộng là 609. Rồi lấy đi khỏi khỏi trả giá đi phóng sanh mà. À. Miễn sao chị bán thì cũng bán đúng giá cho thả thôi chứ cũng không có mà thắc. Rồi giờ hai chồng đi đây chị thả cả nhà ơi. À, giờ hai vợ chồng mình chạy vô mấy cái chỗ cỏ cây rồi nè, chỗ đồng rồi để thả mấy chú ếch nãy hai vợ chồng mình mua chợ Hóc Môn đó cả nhà. Hên xui. Hy vọng những chú ếch nào mình thả đừng có ai bắt nó. Đây cũng đường khó chạy à, ngồi chắc nha em. Ở bên kia là sông cái gì, không phải đồng hả? Ở đây rồi em ơi, ở dưới đây có nước mà. Nó thích cầm lầy nữa đó. À, bây giờ mình cũng tìm được cái địa điểm để thả phóng sanh những chú ếch này rồi cả nhà ơi. À, thấy xung quanh cũng là toàn là cỏ với lại mọc um tùm á, chắc sống cũng được lâu. À, hy vọng cho mình thả phóng sanh những chú ếch này á, để cho đừng có ai bắt nó lại để mang tội với lại cho nó sống hết một kiếp làm thú của nó. À, mình cũng đọc chú nguyện quy y cho nó rồi cả nhà, mời cả nhà cùng xem cho vui nha. Ớt thì thường thường nó phải sống cái chỗ nào mà ẩm rạp với lại ẩm ẩm có nước á, nên mình kiếm được cũng cái chỗ này nè. Mình thả nó xuống đây một ít nha. Mình cũng đọc chú quy y cho nó rồi cả nhà ơi. Niệm với anh ơi. Hả? Niệm Phật Bồ Tát. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô đệ tử Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy chú ếch ơi, do nhiều đời nhiều kiếp trước gây tạo nhiều lỗi lầm nên mới làm thân xúc vật đền trả cho con người. Hôm nay cũng có duyên lành nhân ngày lễ Phật đản. Hai vợ chồng tôi có phát nguyện là đi phóng sanh nên cũng có duyên lành để mua được hơn 10 ký ếch để thả các người nè. Mong các người kiếp này sống mà biết Phật pháp, tu hành để kiếp sau để tái sinh làm người nha, không còn làm súc vật để đền trả cho người nữa nha. À, bây giờ các người đã được tu quy y rồi, thôi cứ sống tự do một kiếp người nha. Nhớ niệm Phật nha. Rồi, tự do nha. Chú gần gần đi em. Đừng để bị bắt lại nha.
đừng lại bị bắt, đừng để bị bắt lại nha. Lên kiếm cây đuổi đi. Rồi đi đi. Đi đi, đừng để bị bắt lại nha. Gán đi đi. Đừng có bu vô, người ta bắt một cái là hết luôn đó. Hy vọng đừng bị bắt lại nha. Hết hồn. Hết. Trưởng không gánh. Gánh đi đi con. Đi đi. Mấy con kia đi hết rồi không? Đi hết rồi. Đi đi. Nước đi thì trốn đi. Để bị bắt lại đó. Đừng có cho người ta thấy người ta bắt đó. Đi đi. Giờ mình cũng tận tâm tận lòng mà cả nhà ơi, mình cũng sợ người ta bắt lại, tội nghiệp, nói là tội nghiệp người ta. Đi đi. Đi đi con. Chứ sao đừng làm thú vật nữa nha. Mấy con ở đây nè. Không. Nè. Nó chịu đi, nó phải núp nè. Núp như con cỏ. Nó nói rồi. Hết rồi không? Hết rồi đó. Nè, mấy con này. Anh để đi hồi tự nhảy đi à. Rồi, như là xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ hai vợ chồng em cũng ghé chùa để lại chùa Hoằng Pháp, hai chồng em quay cho cả nhà cùng xem nha. Chắc cái dịch Covid này người ta cũng hạn chế đi chùa đó. Thôi em cũng gắng quay để cho cả nhà cùng xem nha. Mời đi theo em nha cả nhà. Giờ là hai vợ chồng mình đang chạy vô con đường vào chùa Hoằng Pháp nè cả nhà ơi. Chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn. Đang dịch chắc chùa cũng hạn, người ta hạn chế đi chùa nhiều. Đó, đây là hai bên chỗ người ta bán những vật phẩm đồ dùng mà bên Phật giáo đây. Trước mà không có dịch đó là nó nghẹt từ ngoài đầu đường cách cả một cây số rồi, đã nghẹt kính rồi, đi không nổi luôn á cả nhà. Mà dịch thì nó phải như vậy rồi. Đây, mấy bên đây là bán tượng. Tượng Phật, tượng Mẹ Quan Âm. À, ghé mua hồ với số đi đi cô ơi. Hộ chị cháu đi vào với số đi cô. Ở đây là cổng sao chùa Hoằng Pháp nè cả nhà. Đây là bãi gửi xe của chùa. Giờ hai vợ chồng mình đang tiến vào chùa Hoằng Pháp đây cả nhà. Đó, đây là chùa Hoằng Pháp. Cô ơi, em mua hoa vô dân Phật.
gói hả chú? 15 ngàn hả con? Con trang đây 25 ngàn con. Con có bán đèn cày hả chứ? Dạ, có nhang mà, đèn cày đây nè. Mua nhà luôn con 25 ngàn con. Hai nhiêu ạ? 25 ngàn. 20 ngàn. 15 ngàn. Lấy cái này đi, lấy cái này đi. 25 ngàn. Bông ngon mua, bông đi. Mua rồi mới mua. Rồi, cảm ơn chú. Mỗi năm là chùa tới ngày Phật đản là chùa Bằng Pháp thay đổi một lần để cho nó sinh động, nó đẹp đó cả nhà. Hôm nay làm cái kiểu Phật đản hình khác, nhìn quá đẹp luôn. Chùa Bằng Pháp này là tất cả mọi nơi mà tới ngày rằm lễ lớn rồi đó, là tất cả khắp nơi trên đất nước Việt Nam này cùng về đây là đông nghẹt luôn, không có chỗ đi luôn á cả nhà. Đó, mai là dịch mà còn thấy cũng còn hơi hơi đông đông, cũng có người đi. Giờ hai chồng mình tới tượng mẹ Quan Thế Âm. Tượng mẹ Quan Âm rất là linh thiêng nha cả nhà. Tối mà lên đèn chắc đẹp lắm. Giờ hai vợ chồng mình là lạy mẹ cũng xong rồi, hai vợ chồng mình đi vào chánh điện nè cả nhà. Quá đẹp ha. Kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 năm. Bảy đó sen hồng nâng gót ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Tranh quá đẹp cả nhà ơi. Nói ở trên là chư thiên đang vui mừng, ở dưới thì tất cả chúng sinh đều vui mừng. Giờ vợ chồng mình vô chánh điện. Bên kia là tháp tổ cả nhà đó, tháp tổ Khai Sơn Tổ Tự chùa Bằng Pháp. Chỗ đó là chỗ bán tranh ảnh Phật giáo với lại tượng Phật. Đây là đường vào chánh điện nè cả nhà. Wow, cả nhà thấy không, làm bằng hoa thiệt đẹp ghê không cả nhà. Đó, quá là đẹp, quá là trang nghiêm luôn cả nhà ơi. Hoa thiệt đó cả nhà.
đẹp quá cả nhà ơi, trang nghiêm quá. Đều là hoa thiệt hết. Và ở sau là tượng Phật Bổn Sư nè cả nhà, Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình đi rất là nhiều chùa nhưng mà mình thấy ngôi chùa Hoằng Pháp là một trong những nơi có tượng Phật Bổn Sư Thích Ca là đẹp và trang nghiêm nhất luôn á cả nhà. Còn ở dưới phía sau này là 18 vị tổ sư A-la-hán nè cả nhà. Còn đây là sư tổ Khai Sơn Thọ Tự chùa Hoằng Pháp. Vợ chồng mình cũng đảnh lễ Đức Phật cũng xong rồi cả nhà. Bây giờ hai vợ chồng mình đi ra ngoài, đi vô mấy cái tiệm mà bán tranh ảnh với lại đồ dùng Phật giáo để mình tham quan mình xem. Mời cả nhà cùng đi xem nha. Đó bên đây nãy mình có chỉ là chỗ mà an nghỉ của sư tổ hồi nãy cả nhà, sư tổ Khai Sơn Thọ Tự chùa nè. Còn bên kia là chỗ căng tin hả em? Căng tin chùa bán những đồ dùng chay. Đó bây giờ mình đi ra ngay mấy chỗ người ta bán tượng tranh rồi của Phật giáo với lại những cái vòng tay đeo rồi đó. Năm nay chùa với lại mấy chùa khác không có tổ chức xe hoa cả nhà ơi, do dịch Covid á. Chứ thường thường mấy ngày lễ Phật đản rồi xe hoa đẹp lắm, đèn rồi chiếu bao la luôn. Đó, bây giờ mình vô chỗ này. Vậy. Ủa chị có bán mấy cái thờ mà mấy củ tỏi á chị? Đó không có hả? À. Đây là cái dạ, đây là cái tiệm hai vợ chồng mình cũng hay đi chùa, cũng ghé, cũng hay thỉnh những đồ thờ cúng đây nè cả nhà. Đó, đẹp lắm. Đó, đợt trước hai vợ chồng mình thỉnh cái đồ thờ ông thần tài thổ địa ở đây nè. Đó. Nhìn đồ thờ nào giờ cũng đẹp hết á. Ủa gì không có em ơi. Dây nó đẹp á. Dây nó màu hồng đẹp á. Đúng là dịch chỗ nào cũng hạn chế đông người á. Video đến đây Hoàng Trinh xin phép được kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã nãy giờ bỏ thời gian quý báu ra xem video mà Hoàng Trinh đã quay về ngày lễ Phật đản nha. Nhân ngày lễ Phật đản, Hoàng Trinh cũng xin chúc cả nhà thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, gia đình hạnh phúc nha. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.